Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại Logtech. Lần trước thì chúng mình có làm một video để giải đáp một thắc mắc mà khá nhiều người quan tâm. Đó chính là với tầm tiền 10 triệu vào đầu năm 2022 này, chúng ta lựa chọn một chiếc điện thoại đời mới hay là một chiếc flagship đời cũ của nhà táo. Đó chính là em iPhone 11 Max. Thì trong video đó mình đã đưa ra một số đánh giá của bản thân trên các phương diện của em iPhone 11 Max này như là thiết kế, camera, màn hình cũng như là độ bền mà khi chúng ta sử dụng tác phụ bình thường. Thế còn trên game thì sao? Đó cũng là một vấn đề mà anh em quan tâm rất là nhiều. Và hôm nay để cụ thể hơn, mình sẽ làm một bài test hiệu năng của em iPhone 11 Max này với con chip BIOS 12 trên các tựa game hot và nặng. Anh em cùng theo mình nhé. Đến với tựa game đầu tiên, tựa game được anh em quan tâm rất nhiều hiện nay cũng là tựa game hot nhất hiện tại, đó chính là Genshin Impact. Thì theo đánh giá chung của đa số các anh em game thủ, đây là tựa game cực kỳ hardcore. Hardcore ở đây không phải là độ khó của game mà là hardcore với phần cứng của điện thoại. Thì không phải điện thoại nào cũng đủ để chơi con Genshin Impact này mượt mà được, đặc biệt là một setting mình đang sử dụng ở đây, đó chính là một setting 2. Em có thể thấy ở đây đó. Nhưng mà bố cũng có điện thoại 4 năm tuổi, theo trải nghiệm của mình nãy giờ hơn nửa tiếng thì nó vẫn rất là mượt mà, chưa thấy hiện tượng giật hay là lag nào cả. Đặc biệt là với tấm nền OLED trên điện thoại này thì hình ảnh hiển thị rất là rõ nét, có độ sâu, màu rất là tươi tắn. Thì sau gần 8 phút trải nghiệm tựa game Genshin Impact ấy, thì lượng pin của máy giảm từ 100% xuống 96%. Thì ngay sau đây chúng ta tới với tựa game thứ hai. Tựa game thứ hai mà trải nghiệm đó chính là Liên Minh Tốc Chiến. Thì mức pin hiện tại đang là 95% các bạn nhé. Rồi, mình sẽ cầm một con Ami đi búp. Ở đây thì chắc rất là nhiều bạn đã từng chơi Liên Minh trên PC và có chuyển qua lên tốc chiến trên điện thoại. Mình thì cũng thế thôi, nhưng thật sự thì sở trường của mình vẫn là game PC hơn, và cái lên mình thường đi trên PC chính là support. Chỉ tiếc một cái là trận này mình không có con support ăn thịt nào cả, mình chỉ cầm con support boost thôi. Không sao cả, mình nghĩ là mình tự tin có thể gánh team được. A few minutes later. Cái thành công các bạn ạ. Vâng, một mạng rất là thơm. Vâng, mình gãy hai mạng rồi các bạn ạ. Quadra kill. Penta kill. Game đồng đội mà, mình còn support mà. Mình vừa bị một trường hợp nhảy ping. Đó, như các bạn thấy, mình trải nghiệm game cũng khá là lâu rồi. Nãy giờ là gần 9 phút rồi, máy vẫn chạy ổn định ở mức 60fps. Và thật sự thì cảm giác cầm nắm rất là thoải mái, máy chưa nóng lên lắm. Tay mình, đây, tay mình chuyển trực tiếp vào đây, máy cũng chưa hề nóng lắm. Có lẽ là mát hơn so với cái Genshin Impact khá là nhiều. Victory. Thì đó, nãy giờ sau khi trải nghiệm tầm 15 phút chơi tốc chiến thì lượng pin tụt từ 95% xuống còn 88%. Tiếp theo thì mình sẽ đi tới tựa game khác, tựa game thứ 3 đó là Liên Quân Mobile. Đến với tựa game tiếp theo đó chính là Liên Quân Mobile, tựa game của nhiều người chơi nhất hiện nay. Mình mới tập chơi Liên Quân ở 2 ngày nay thôi, và lần thứ nhất mình chơi được là Van Hell. Camera hiện tại của mình đang là 54, camera khá là xấu. Mạng thứ 15 rồi, gần bằng thầy giáo 3 rồi, 0175. Bây giờ là 5156. Vâng, cuối cùng cũng kết thúc, nhà mình đã bị lính đập. Một trận chiến kéo dài tận 31 phút. Đây, như các bạn có thấy ở đây, mình còn chưa tắt tốc chiến chạy ngầm cơ. Thì sau khi chơi một trận chiến kéo dài tầm 32 phút thì lượng pin tụt xuống từ 88 còn 76%, tức là khoảng 12% pin. Thì đó, lượng pin vẫn còn khá là nhiều trong một ngày chiến game dài, và mình thấy màn hình vẫn chưa bị giảm độ sáng là mấy. Đến tới cuối cùng là Blizzard Mobile. Thì mình sẽ test trên map Sunhook, và mình nghe được rất nhiều người nói đó chính là nếu test trên điện thoại hay test trên map Sunhook và ném sương mù, ném bông khói. Đây, như các bạn thấy, máy vẫn rất mượt. Nào, từ nhà dù xuống nào, là tắt bốc, tiếng một quả bông khói thôi. Đây là tựa game thứ tư rồi, mình cảm giác
máy vẫn rất là mát á. Độ sáng màn hình nãy giờ mình để ý một điều đó là chưa hề giảm ấy nha. Đây, để mình xem setting mình đang để tại gì nha. Đồ họa. Thì đồ họa mình đang để HDR và mức tốc độ khung hình là cao. Thì không biết bình thường các bạn chơi game ấy thì các bạn setting đồ họa như thế nào. Thì có thể để cho mình một ý kiến ở bên dưới. Chứ mình chơi trên điện chơi trên máy tính bằng giả lập á thì mình cứ kéo mắc thôi. Mình chơi game lắm khi chưa cần biết là mượt hay không, mình cứ đẹp đã. Đó. Chỉ cần tầm 60 FPS trở lên là được, nên là mình cứ setting đẹp đã. Theo mình thấy thì với một con game PUBG Mobile không được xảy ra mức là tương đối nặng về độ về phần cứng ấy. Mà con iPhone Max vẫn chiến mượt như thế này thì những tựa game như Free Fire các thứ thì các bạn yên tâm mà chiến nha. Có lẽ mình nên vào bootcamp. Trong đó thì mình sẽ thể hiện cái khả năng của mình là sandbox. A few moments later. Nope. 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 Nãy giờ thì mình chạy một vòng bootcamp mà không thấy một ai cả. Thì không biết liệu là map này còn ai không hay là toàn bot ta. Thế nên thôi, chắc mình sẽ dừng video test PUBG Mobile tại đây. Chúng ta hãy cùng xem mức pin tụt bao nhiêu phần trăm nhỉ. Thì sau khi trải nghiệm PUBG Mobile hết 15 phút, lượng pin của mình tụt từ 77 xuống còn 69, tức là mất 8%. Thì theo mình đánh giá mức pin này vẫn rất là trâu. Anh em có thể chiến PUBG Mobile cả ngày mà chắc chỉ cần sạc một lần thôi. Đấy là mình nói khoảng 8 tiếng thôi nha, chứ cả ngày không phải 24 tiếng đâu. Thì ngoài thời gian chơi game anh em còn rất nhiều việc khác mà, ăn ngủ nghỉ rồi đi học đi làm các thứ, đúng không? Vừa rồi là bài test hiệu năng của em iPhone X Max trên 4 tựa game hot nhất hiện nay của mình. Thì mình có một số đánh giá khách quan như sau. Thứ nhất là về nhiệt độ, thì em iPhone X Max này chiến game vẫn khá là mát, chỉ trừ một số tựa game nặng như Genshin Impact chẳng hạn, hoặc là Call of Duty. Call of Duty thì mình chưa test hôm nay, thì máy nóng lên khá là nhanh. Nhưng mà bù lại thì các bạn có thể sử dụng một con sò tản nhiệt cho điện thoại. Thì lúc đó máy sẽ được tản cái phần nhiệt lưng đi khá là nhiều và giúp chúng ta có thể chơi game liên tục từ 8 đến 10 tiếng thoải mái luôn. Thứ hai nữa là về pin. Pin em này cũng khá là trâu. Mình test game tầm cũng phải đến 2 tiếng gì đó và pin tụt xuống khoảng 66%. Nghĩa là mình có thể chơi game liên tục được khoảng 5 đến 6 tiếng thoải mái. Thứ ba nữa là nếu mà một con điện thoại tầm giá 10 triệu mà lại có Apple, có màn hình OLED này, có cam đẹp này, còn được hỗ trợ lâu dài từ 2 đến 3 năm nữa, thì anh em khó có thể tìm một lựa chọn nào tốt hơn. Đó, và hiện tại thì chiếc Galaxy 3 đang bán iPhone X Max này với tầm giá, với mức giá thì khoảng 10 triệu. Anh em có thể cân nhắc nhé, link mình để ở dưới comment. Ngoài ra nếu anh em có góp ý hay là có ý kiến gì, hãy cho mình biết ở dưới comment nhé. Cảm ơn anh em đã lắng nghe.